Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 100 giờ biến thành quái vật Azunomaly. Chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại biến đổi như vậy? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Anh em ơi, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Ra mà coi, có hai con người, họ sắp hôn nhau rồi kìa. Chết tiệt, tôi cũng muốn được một cô gái hôn. Tôi cũng muốn phá bỏ lời nguyền cơ thể ếch này, biến thành một con người. Các đồng loại ếch ơi, chờ tôi với, tôi cũng muốn nhìn thấy con người. Ở những giây phút ban đầu, tôi là một chú ếch bình thường. Tôi sống chung với đồng loại của mình. Tất cả chúng tôi hôm nay phát hiện một cặp con người đang hôn nhau. Chúng tôi kéo cả bầy cả lũ ra, nhìn thẫm thiết. Bởi vì trong loài của chúng tôi có một lời nguyền. Nếu chú ếch nào tìm được một cô gái con người và cô ấy trao một nụ hôn, thì chúng tôi sẽ xóa bỏ lời nguyền và biến thành người. Tất cả chúng tôi đều ôm giấc mộng đó và luôn thèm khát. Trời đất ơi, họ hôn nhau rồi kìa. Biết bao giờ mới tới chúng ta, biết bao giờ mới có một cô gái giúp chúng ta xóa bỏ lời nguyền chứ. Hả? Này, cậu đi đâu vậy? Tôi không thể nào chờ đợi được nữa rồi. Tôi sẽ tiến lại cần cướp lấy nụ hôn của cô gái đó. Cái gì chứ? Nguy hiểm lắm. Đừng đi. Bởi vì chờ đợi quá lâu và không còn kiên nhẫn nữa, nên tôi cũng đã liều mạng lao tới cặp tình nhân của con người đó để cướp nụ hôn của cô gái. Này, cô gái ơi, tránh xa tôi ra, thứ bốn chân này. Gì thế này? Tôi còn sống hay sao? Không thế nào? Hôm nay trúng mánh rồi. Đột nhiên ở đâu có mấy con chó ăn tầm bậy bị ngộ độc lăn đùng ra chết. Mình mua được giá rẻ. Tôi thật may mắn. Thì ra tôi quên mất tôi là một con ếch có độc. Con chó ngu ngốc kia đã ăn phải tôi, khiến nó bị trúng độc và chết đi. Chắc có lẽ nó được bán với giá rẻ tới lò mổ này. Và tên con người kia đã mổ tôi ra khỏi nó. Nhưng bây giờ người của tôi không thể di chuyển được. Hả? Thứ gì trên trời vậy? Hả? Không. Thả tôi ra. Bình tĩnh đi, tôi không làm hại anh bạn đâu. Tôi chỉ bay ngang những lò mổ của loài người để cứu những sinh vật sắp bị giết mà thôi. Ngươi cứu ta à? Nhưng sao trông ngươi xấu xí quá vậy? Ngươi còn xuất hiện trên trời nữa. À đúng rồi, không lẽ ngươi là thần tiên? Làm ơn hãy giúp ta đi, hãy làm cho một cô gái yêu ta, để cô ấy hôn ta, rồi ta biến thành một con người. Ta là quái vật gấu túi Azunomaly. Nhưng mà khoan, cậu nói cái gì? Một cô gái con người hôn cậu thì cậu sẽ biến thành người à? Cậu nghe thông tin này ở đâu thế? Đó không phải là thông tin, mà đó là sự thật mà tổ tiên của tôi đã để lại. Ngày xưa từng có một cụ ếch đã được một công chúa hôn, và họ biến thành con người sống hạnh phúc bên nhau. Làm ơn giúp đỡ tôi đi. Tôi không biết điều đó có thật hay không nữa, nhưng tôi không thể làm cho một cô gái yêu cậu được. Tôi chỉ có thể giúp cậu đứng thẳng bằng hai chân và cao bằng một con người, có thể nói chuyện giao tiếp, để cậu có thể gặp gỡ một cô gái con người dễ dàng hơn. Vậy cũng được. Mau giúp tôi đi. Thế là may mắn cũng mỉm cười với tôi một lần nữa. Tôi vô tình được một sinh vật kỳ bí cứu lấy, và sau đó lại được sinh vật đó biến đổi thành một hình dạng ếch rất đặc biệt. Bây giờ tôi có thể di chuyển giống như một con người vậy, thậm chí có thể nói được tiếng người. Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này, tôi nhanh chóng đi tìm một cô gái của đời mình. Tên khốn, tên lừa đảo. Anh nói yêu tôi rồi mà lại cặp kè với một người khác. Anh đúng là tên chết tiệt. Chúng ta chia tay đi. Đừng theo tôi nữa, đừng gặp nhau nữa. Hay lắm. Một cô gái vừa mới chia tay người yêu. Bây giờ tôi sẽ tiếp cận cô ta. Tôi sẽ quyến rũ cô ta để cô ta yêu tôi, rồi trao cho tôi một nụ hôn. Hả? Gì thế này? Sáng sớm mà gặp tên khùng, tên điên nào giả dạng làm ếch thế này. Mau đi chỗ khác đi. Đừng hiểu lầm,
Tôi không phải là tên khùng tên điên nào giả dạng làm ếch đâu, mà tôi là một con ếch thật sự. Tôi tới đây để cầu hôn em. Em chỉ cần hôn tôi một cái thôi, tôi sẽ biến thành người. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cái gì chứ? Ngươi là một con ếch à? Bởi người ta quái vật ếch. Quái vật ếch định chế sợ tôi. Bởi người ta à, bình tĩnh, em bình tĩnh đi. Tôi không phải như vậy đâu. Chết tiệt, chúng ta là cảnh sát khu vực đây. Thứ quái vật kia, bao đầu hàng đi, đừng làm hại người dân. À, chết tiệt. Khốn kiếp, khốn kiếp. Ta không có làm hại cô ấy, ta chỉ muốn cầu hôn cô ấy thôi. Tưởng rằng mọi thứ dễ dàng, giống như là mơ. Tôi tiếp cận cô gái xinh đẹp vừa mới chia tay đó, nhưng cô ấy phản ứng một cách cay gắt khi gặp tôi. Cô ấy la hét, khiến cho bọn cảnh sát khu vực tấn công vào tôi. Tôi rất đau đớn. Tôi liền lập tức tiến thẳng về một phía, giết chết một tên cảnh sát, rồi sau đó tẩu thoát. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Cục cưng ơi, em trốn đi đâu rồi? Mau ra đây nào. À, là một cô gái nữa hay sao? Nhưng sao trông quen thế này? Nhưng khoan, bây giờ mình muốn biến thành người quá. Hay là mình cầu hôn đại cô gái này vậy? Này, cô ơi, cô gái ơi. Hả? Cái gì thế này? Ngươi định hù má ta à? Trời đất ơi, sao cô gái này xấu dữ vậy? Thôi kệ, tôi không phải là người giả ma đâu. Mà tôi là một con ếch thật sự. Tôi muốn cầu hôn cô gái đó. Hay làm ơn đồng ý nha. Cái gì? Ngươi cầu hôn ta à? Nhật Hoàng, ngươi nói cái gì? Ngươi là một con ếch à? Nhưng sao con ếch này trông quái lạ thế này? Được rồi, ta đồng ý. Hay lại đây nào? À, có thật không? Hay quá. Em ơi, nhanh lên, hãy trao cho anh một nụ hôn đi. Mẹ kiếp, mày tưởng tao ngu hay tưởng tao khùng à? Gia đình tao ba đời mổ chó, hôm nay lần đầu tiên tao nhìn thấy một thứ kỳ vậy chứ mày. Tao phải giết chết mày, mổ bụng mày, coi mày có phải là một con ếch quái vậy không? Chết tiệt, ta nhớ ra ngươi rồi. Ngươi là mụ đồ tể mổ chó mà. Không phải rồi. Khốn kiếp, ngươi dám lừa ta, ta sẽ cho ngươi chết luôn. Chết tiệt, tao mổ chó, chứ tao không có bị khùng, bị điên đâu mà lấy một con ếch như mày. Không lẽ cả đời tôi không tìm được một cô gái hôn tôi hay sao? Tôi không muốn sống được. Đây, anh bạn, tỉnh dậy đi. Ở đâu đây? Sao quen thuộc thế này? Tôi đã đưa anh bạn quay về cái bờ hồ, nơi mà anh bạn từng được sinh ra. Được rồi, hãy quay về nhà đi. Thế giới con người không như anh bạn nghĩ đâu. Là ngươi à? Tại sao không để cho ta chết ở đó luôn đi? Bây giờ đưa ta về đây làm gì? Ta không muốn về nhà đâu. Tại sao? Ta chân thành, ta luôn đem thân mình cho những cô gái con người đó, Mà bọn họ lại phủ phàng tình cảm của ta, ai cũng từ chối ta. Hồi, đúng là một con ếch ngây thơ. Có lẽ câu chuyện tổ tiên của ngươi hóa thành người là một câu chuyện cổ tích không có thật. Và lại thế giới con người là như thế, họ là những sinh vật rất thông minh, nhưng đi đôi là lòng ích kỷ, tham lam. Nếu ngươi không có lợi ích cho họ, họ sẽ không bao giờ đếm xỉa tới ngươi. Cái gì chứ? Vậy thì tôi càng không muốn sống nữa. Làm ơn, hãy giết tôi đi. Hời, ta không có lý do gì để giết ngươi cả. Thôi được rồi, ngươi hãy làm lại một cuộc đời mới, hãy trở thành một thành viên trong Unomaly, được không? À, nhưng bằng cách nào bây giờ? Gì vậy? Như thế này là như thế nào? Sao người của tôi trông dị hợp vậy? Đó là năng lượng biến đổi mà thủ lĩnh đã trao cho tôi.
giúp cậu trở thành một quái vật ếch xuôi normally. Được rồi, bây giờ cuộc đời của cậu đã bước sang một trang mới. Hãy mau theo tôi, làm những việc có ích hơn là ở đây nằm chờ chết. Sau khi thất bại trong việc tìm nụ hôn đầu đời với con người, tôi vô cùng thất vọng và tôi không còn hy vọng nào để sống sót tiếp nữa. Thì tôi lại vô tình gặp lại một người bạn cũ, là anh bạn cấu túi John Normally. Cậu ấy đã khuyên nhủ tôi, thậm chí giúp tôi bước qua một trang mới trong cuộc đời. Vậy là tôi cũng đã chính thức trở thành một quái vật ếch John Normally, thành viên của sở thú kinh dị. Tôi cùng với anh bạn quái vật gấu túi đi khắp mọi nơi, diệt trừ những thứ quái vật đang ăn hiếp những sinh vật nhỏ bé. Và cứ như thế, cho đến một trận chiến với một con quái vật mèo vô cùng hung tợn. Nó đã giết rất nhiều bầy loại sư tử để ăn thịt và không thể nào đứng nhìn. Chúng tôi bắt buộc ra tay diệt trừ nó. Làm tốt lắm quái vật ơi, xuống Normally. Được rồi, chúng ta nhanh chóng quay về sở thú báo cáo cho thủ lĩnh nào.